Kính chào các bậc phụ huynh, các bạn, các con học sinh. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta học một cái bài mới của quyển sách tiếng Việt để các con đánh vần thông thạo bước vào các lớp 1, 2, 3. Các con có thể viết chính tả đúng, không sai sót và thật là trôi chảy. Bài học của ta ngày hôm nay sẽ là âm N. Các con cùng cô đọc lớn lên. Âm N. 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 Và các con để ý giúp cô, ở đây dấu mũi tên kéo xuống là dấu mũi tên màu đen, ở đây dấu mũi tên kéo lên là dấu mũi tên màu đỏ. Bài học ngày hôm nay sẽ khó hơn bài học những ngày trước. Chính vì vậy cô sẽ hướng dẫn chậm hơn để các con nắm và hiểu bài. Âm N. Và tại sao âm N lại nằm ở chính giữa đây và hai bên là dấu mũi tên? Âm N ở đây là bởi vì cô muốn nói âm N nằm ở chính giữa và ở phía trước âm N lại có những âm khác như âm A, Á, Ớ. Như vậy, ngày hôm nay ta học âm N và âm nào đứng trước âm N, âm nào đứng trước âm N ghép lại có nghĩa. Âm nào đứng trước âm N ghép lại trở thành một vần có nghĩa. Các con đã hiểu chưa? Cô ví dụ ở đây là âm N và âm nào đứng trước âm N ghép lại để thành một vần mới có nghĩa. Ví dụ âm A. Cô ví dụ âm A đứng trước âm N ghép lại thành một vần có nghĩa, đó là vần A N An. Cô sẽ ví dụ tiếp theo để các con hiểu. Ở đây cô có âm N. Và âm nào đứng trước âm N ghép lại có nghĩa. Ví dụ như cô có âm O. Đây cô có âm O, cô ghép lại nhé. Âm O ghép với âm N trở thành một vần mới, đó là vần O. O, N, O. Bây giờ các con đã hiểu ý nghĩa tại sao âm N nằm ở chính giữa mà bên góc tay phải, xin lỗi, góc tay trái có các âm khác nữa. Và góc tay trái sẽ là cái góc, cái vần ghép lại trở thành cái vần có nghĩa. Bây giờ cô sẽ đọc nha. Âm N. Phía trước âm N có những âm ghép lại với âm N trở thành một cái vần có nghĩa. Đó là âm A, Á, Ớ, E, Ê, Y ngắn, O, Ô, Ơ và U. Ví dụ A, N trở thành A, N, An. A, N, An. Cô sẽ đọc trôi An. Cô ví dụ tiếp. Á, N trở thành, sẽ trở thành ở đây nè các con, Á, N, An. An. Ớ N trở thành Ớ N Ân. Ân. E N trở thành E N En. E N sẽ trở thành vần E N Ơn.
IN sẽ trở thành IN in in. ON sẽ trở thành ON on on. ON sẽ trở thành ON on on. ON sẽ trở thành ON ơn ơn. UN sẽ trở thành UN un un. Các con đã nắm được chưa? Bây giờ cô sẽ bỏ thêm dấu. Ví dụ AN an an. AN an sắc án. AN an huyền án. AN an hỏi án. AN an ngã án. AN an nặng án. AN ăn. AN ăn. AN ăn sắc án. AN ăn huyền án. AN ăn hỏi án. AN ăn ngã án. AN ăn nặng án. ỜN ân. ỜN ân. ỜN ân sắc ấn. ỜN ân huyền ẩn. ỜN ân hỏi ẩn. ỜN ân ngã ẩn. ỜN ân nặng ẩn. Cô xin nhắc lại để đánh vần, để ghép lại một âm với âm trở thành một vần mới, hoặc là chúng ta đánh vần, chúng ta ghép vần, bắt buộc các con phải thuộc được bảng chữ cái, các con mới ghép lại được với nhau. Đây là cái phần mà cô đã đọc chậm rồi đó các con. Bây giờ cái phần sau cô sẽ đọc nhanh để cho các con tiếp tục theo dõi nha. Ví dụ như bây giờ cô sẽ đọc nhanh. AN an an. An sắc án. An huyền án. An hỏi án. An ngã án. An nặng án. AN ơn. Ơn. Ơn sắc ớn. Ơn huyền ờn. Ơn hỏi ờn. Ơn ngã ờn. Ơn nặng ờn. IN in. In. In sắc in. In huyền in. In hỏi in. In ngã in. In nặng in. ON on. On. On sắc on. On huyền on. On hỏi on. On ngã on. On nặng on. ON on. On. On sắc on. On huyền on. On hỏi on. On ngã on. On nặng on. ON ơn. Ơn. Ơn sắc ớn. Ơn hiền ờn. Ơn hỏi ẩn. Ơn ngã ẩn. Ơn nặng ẩn. UN un. Un. Un sắc un. Un hiền un. Un hỏi un. Un ngã un. Và cuối cùng là un nặng un. Bài học của cô ngày hôm nay, nếu mà tương đối á, thì đối với các con cũng hơi khó, nên các con chú ý học bài lại nha. Các con chỉ cần đọc từ 2 đến 3 lần, chắc hẳn các con sẽ biết và thuộc thôi. Bây giờ bài học đã kết thúc. Các con ơi, nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được những cái bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.